Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá, thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên cả nước đã triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm xây dựng một môi trường không khói thuốc. Tuy nhiên, việc thực thi các nội dung của luật còn nhiều khó khăn, không ít người dân còn thờ ơ với luật, thậm chí không biết các nội dung của luật. Tình trạng người dân hút thuốc nơi công cộng, nơi đông người vẫn diễn ra phổ biến. Nhận thức rõ những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, ảnh hưởng đến môi trường sống, các doanh nghiệp ngành dệt may đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá với sức khỏe con người, cũng như nâng cao nhận thức về luật phòng chống tác hại thuốc lá. Các khẩu hiệu, biển cấm hút thuốc, pano, áp phích tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá được treo, gắn rộng khắp đã thu hút sự chú ý và nhắc nhở mọi người, góp phần xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Đánh giá bước đầu cho thấy, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng may mặc đã không còn tình trạng hút thuốc tại nơi làm việc. Đối với đơn vị của chúng tôi là một cái đơn vị ngành dệt may, cho nên là về cái việc phòng chống thuốc lá cũng như là phòng chống cháy nổ thì nó rất là quan trọng. Trước tiên thì chúng tôi cũng, sau khi mà chúng tôi xây dựng kế hoạch xong thì chúng tôi cũng tổ chức quán triệt tới tất cả đồng chí cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị, đặc biệt là đối với cán bộ chủ trì và bộ phận đoàn viên thanh niên, để có thể hiểu rõ được là cái tác hại của thuốc lá đối với môi trường, cũng như là đối với gia đình, đối với xã hội và đối với chính bản thân người hút thuốc lá. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức giáo dục cho toàn thể đơn vị qua các cái buổi nói chuyện chuyên đề để cụ thể hóa hơn, nêu rõ hơn về cái tác hại của thuốc lá. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xây dựng một cái môi trường làm việc không có khói thuốc. Từ khi thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, doanh nghiệp chúng tôi đã thực hiện các cái biện pháp để tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Đầu tiên là chúng tôi có in các cái biển thông báo cấm hút thuốc tại trong văn phòng của doanh nghiệp và cũng như là các khu vực công cộng xung quanh văn phòng. Ngoài ra thì công ty cũng có tổ chức các cái bạn trẻ ở cái độ chúng tôi gọi là young team, các bạn sẽ tổ chức các cái đợt tuyên truyền về việc tác hại của khói thuốc. Ngoài ra thì từ khi thực hiện cái văn phòng không có khói thuốc thì chúng tôi cũng nhận thấy là cái môi trường tại doanh nghiệp cũng trong lành hơn rất là nhiều và có tác động rất tích cực đến sức khỏe của cán bộ công nhân viên, giúp cho mọi người có cái sức khỏe tốt và làm việc tốt hơn. Có thể nói, nhờ tích cực tuyên truyền, thông tin đến các đối tượng, nhất là nam giới công tác tại các cơ quan, đơn vị, nhiều ngành nghề, công tác phòng chống tác hại thuốc lá đã có những chuyển biến. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc vẫn chiếm tỷ lệ cao. Việc xử phạt hành vi vi phạm quy định cấm hút thuốc nơi công cộng chưa được triển khai đồng bộ. Để luật phòng chống tác hại của thuốc lá sớm đi vào cuộc sống, thời gian tới, các ngành liên quan cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá cho mọi người. Cùng với đó, ngành y tế tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, việc thực thi quy định pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá tại nơi làm việc, nơi công cộng, hướng tới xây dựng môi trường sống trong lành, không khói thuốc.